Lần đầu cho mình tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Euro trên mọi miền Tổ quốc. Qua đây xin cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua. Cũng như các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube của em càng phát triển. Em xin cảm ơn những lời cổ vũ chân thành cũng như là động viên của các bác ở trên kênh YouTube để kênh của em hoàn thiện. Hôm nay là ngày 20 tháng 7, em tiếp tục làm cái video giới thiệu đến các một chiếc thất tuner của hãng Techlink với model là STS11. Thất tuner này sở hữu size ngang là size 43. Đấy, chiều cao của nó là 12 cm và chiều sâu của nó là 22 cm. Nó nặng khoảng 3,5 kg. Nó sở hữu mặt phanh nhôm, có nhé, mặt phanh nhôm màu trắng. Đấy, rất là đẹp. Về cái phần ngoại hình, em quay chi tiết để các bác xem. Đấy, đây có một cái vết thôi, các bạn này. Đây, không có mất chữ, vệ sinh thì mất chữ các bạn nhé. Đây là sóng rồi, đây là cái đồng hồ nó báo tín hiệu đây. Đấy, FM, IM. Đây là cái volume để dò sóng. Đấy, có chảy nhé. Phần nắp lưng trên có chảy. Sau đây. Model của nó STS11. Đấy, điện 100V, công suất của nó là 10W. Serie máy của nó là AA1309D140. Đây là đường ra tín hiệu các bác nhé. Âm ly. Đây là cái anten. Nhưng cái thớt tuner này thì không cần anten cũng bắt được sóng rất là tốt các bạn. Đấy, nhưng mà nó do là cái dây tần của Nhật nên nó không bắt được FM, này vì là tần số của nó FM nó có 90 thôi. Đấy, tần số bắt được FM của mình phải là 108. Đấy. Tôi cũng đề nghị là các cấp hội phải chú trọng triển khai nâng cao giải pháp và chất lượng hiệu À, đây quả là bò trong sóng. phong trào nông Tốt dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. không cần nâng kèn mà nó bắt rất là rõ thôi nhé. Và giới thiệu nhân rộng điển hình sao Tuyên Dương. Thì năm 2021 này chúng ta cũng tập trung quan tâm nâng cao cái chất lượng trong việc giới thiệu hội viên nông dân ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Với tinh thần đoàn kết sự quyết tâm đồng lòng của các cán bộ hội viên nông dân, công tác hội và phong trào nông dân thành phố trong những tháng đầu năm tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Hội đã tập trung vận động nông dân sản xuất, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, đồng thời hỗ trợ hướng dẫn hội viên nông dân sản xuất hiệu quả, tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng phát triển trong nội bộ nông dân. Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tiếp tục hướng dẫn các câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phát huy hiệu quả trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ngoài ra còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia tổ hợp tác xã nông nghiệp nhằm liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả. Vừa rồi là bài nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân do Trúc Mai thực hiện. Chủ đề hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thưa bà con, theo Cục Kinh tế, Hợp tác và Phát triển Nông thôn, đến nay cả nước có 56 địa phương đã ban hành chính sách khuyến khích liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 48 địa phương ban hành danh mục các ngành hàng, sản phẩm chủ lực quan trọng cần khuyến khích liên kết. Ngoài ra đã xây dựng được 26 mô hình liên kết giữa các hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Trong đó có các mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ mía đường, và các mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Ở trước tuner tân ních này bắt sóng AM rất là tốt. Đấy, không xì xèo thì các bác ạ. Đấy, rất là trong vắt luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu mà cần một cái tuner ghép mấy sự âm đi mình
là một chiếc là trưng bày. Đấy, hai là cho đủ bộ ấy. Cái chiếc tuner rất là đẹp các bạn. Đấy, đèn báo sóng này, đèn báo sóng đây, đèn báo tín hiệu rất là đẹp. Đấy. À, thì chiếc tuner này em bán với giá là 600.000 đồng, bao phí ship toàn quốc cho các bác. Nếu bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp em với số máy là 0907 223 269. Em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.